Và chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa hát chung tay xây dựng nông thôn mới do nhạc sĩ Đoàn Nam Đức sáng tác. Thay cho lời chúc mừng các đội thi, chúc mừng cho thành công của hội thi Nhà Nông Đua Tài lần thứ tư năm 2017. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Quý vị, tiết mục múa hát chung tay xây dựng nông thôn mới, một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức, đã thể hiện sự chúc mừng cũng như là sự cảm ơn sự tham gia của tất cả các đội thi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành với chúng tôi. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các sở ban ngành tại địa phương, sự đồng hành của nhà tài trợ Bình Điền, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện và truyền thông các vòng loại khu vực bán kết và chung kết. Công ty IPC Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã cùng làm nên thành công của hội thi hôm nay. Thưa quý vị, đến đây chương trình Hội thi Nhà Nông Đua Tài lần thứ tư năm 2017 xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tại Hội thi Nhà Nông Đua Tài toàn quốc lần sau.